Đục mắt. Đục mắt hả? Ừ. Ráo đầu tiên luôn nha anh em. Đây, bận vô. Đúng ráo mà lớn này, có tính này. Rồi, chào tất cả anh em luôn nha. Rồi, chào anh em luôn. Chúc mừng bạn sang nha anh em. Thì bữa nay ba chú cháu mình đi không có bọc đâu. Đây đây cái bọc thôi chứ mà. Ba chú cháu mình đi săn đêm nha anh em. Ọt lạnh không đây? Có ọt lạnh không chú ơi? Lâu quá là không có đi săn đêm. Nãy giờ trèo cái kinh này quá trời cỏ luôn. Kinh đổ mồ hôi luôn. Thì cái kinh này là của thuộc này là kinh này là của Thanh Nhung nha anh em. Của Gò Công Đông tỉnh Tiền Giang. Đồ đại đi, dễ gì thấy đâu. Thì nãy giờ cả cây số được con rắn à. từ từ rồi đó còn thức không chú ơi. Rồi gốc con vô chạy vô. Hết chạy đi con. Thì cái dây nhỏ mình quay nó thôi. Chú ơi nãy không có đem bao tay theo luôn. Rồi quá. Rồi em cứ chạy quá luôn. lúc luôn hồi luôn rắn nước cả anh em. Ôi giờ á bây giờ với mình là rắn nước cả này là bự là loại đại đó. Hỏi mập rồi nãy mấy mình góc khiên con lúc đó anh em nghe chú mùi luôn à. Ui chào anh em với chú mùi. Ui chào anh em luôn. Ui ba chào chú mùi chào ngay góc đó luôn á. Lần con là qua đây con vô ui vô cái này có lý rồi chú ấy. Tại vì hồi chiều dưới đây đám mưa lớn lắm anh em. Mưa trà. Có lý rồi đó. Ừ, đám mưa trà bá luôn á. Coi. Trời ơi, gãy dầm luôn á. Cái con mị gì khổng lồ vậy mà chú phải đập. Ê trời ơi. Bỏ luôn. Đi đường khúc chạy đường khúc ngon thấy ghê luôn. Vô khúc nữa quá trời cỏ nữa lại. Giờ rắn ở dưới mình đây Tiền Giang mình đây giờ ít lắm anh em ơi. Quá anh em đi sôi quá trời sôi luôn. Nhỏ bự gì cũng lụm hết ráo luôn. Biết giờ đi kiếm con rắn sôi cũng hơi cực. Tại bữa nay trời mưa quá lớn rồi chú cháu mình đi rồi. Mình á lâu lâu mới đi, còn ngày nào ta cũng đi. Tại rắn này rắn bầm xả mà bọn nhỏ bự người ta cũng bắt rắn. Con giả. Cái lá cắn con gì. Con chim chà bá luôn cho phải. Ngồi chút coi. Vậy đập cái giặt cái điện thoại xuống luôn. Bài mất tiêu luôn. Cũng đập lặn mò ghe hỏi mày đó. Rồi để có rắn quay cho anh em xem nha. Một cho báo nó lượn thật không nè. Rồi đưa cái đầu đã thấy ghê chú mọi ơi. Mày lộp 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 chết rồi lần ngỏng qua lại đưa bốn cái giò lên này ghê ta cho này chú mùi bắn ghê ta kêu ra coi chừng nó chìm á. Ê mày nghe vô nước luôn hả cây này tết mới được thấy cây nó tới mới được. Chuột lá nè anh em, chuột này béo vô địch. Nước lên cái một tá chứ mày. Nguy hiểm quá. Cái ghe nhỏ nguy hiểm quá. Đây, ôi trầm vá luôn.
không còn động đậy. Nói vậy chứ không xuống tầng dân luôn, vẫn ngay gần cổ luôn, sao sống nổi. Trời ơi chết luôn em ơi. Trời ơi lâu lâu đi cái kinh vậy thì sao quá. Trời ơi mấy kinh cổ này nè. Chết rồi, chết bao nhiêu cháu rồi. Cái nào quên, cái này có thể dỡ được không? Giờ mình ráng đi khúc con chứ sao giờ. Giờ tở lại con quải nữa. Thôi, rồi. Để ba cho cháu mình tính cái này qua anh nha anh em. Đem cái máy lên mới được. Lần tới đem máy qua mới được. Rồi. Qua được cái cầu. Qua được cái cầu là anh em ơi. Rồi bây giờ. Bây giờ ở trước mới mệt nè. Trước ở ăn trước mới đuối nè. Còn giờ tắt máy. Lấy cây dầm, lấy cái cây này ấy gãi không ta. Trời ơi, đi vô cái kinh này sai lầm thì chứ. Anh em thấy chiếc ghe lên bờ là hiểu hồi nãy giờ ba chú cháu là chống chọi với nguyên cái kinh này là sai lầm, đi vô kinh này là sai lầm luôn anh em. Trời ơi không có rắn luôn mới đau chứ. Nãy qua ta 90 cái cầu rồi đó, còn là mấy cái cầu kia thì ngồi dưới được, còn mấy cây lên ghe lên bờ vậy không nè. Cái cây này cây cuối cùng quay cho anh em xem luôn. Được 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 được. Rồi, xuống. Mở cái đầu có được. Chú mời lại đầu đi, chú mời lại đầu đi. Xuống. Ừ, nào chú mời giặt ngang cái đầu đi. Giặt ngang đầu luôn. À. Ê. À. Ê, từ từ. Rồi. 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 Nếu mà ra quậy, nếu mà từ đây ra tới quậy kia nữa có cái cầu nữa là dùng ghe để bỏ về luôn anh em thiệt luôn á. Hồi nãy giờ bà vô cháu quá. Sao hôm nay đi túng cái kinh này nó xui gì mà nó xui thiệt chứ. Mới vô cái cua được hai rắn ngon thấy ghê luôn. Rồi để mấy chú cháu xuống ghe đi anh em ơi. Trời. Anh em nghĩ làm sao nè. Qua 10 cái cầu. Qua, đi thấy con rắn dày nè anh em. Sao quá. Con rắn mất chi. Nè con rắn nè. Đi cái gầm rắn vậy sao quá. Rắn về sao quá. Cho nó ngủ luôn đi. Thôi để cho nó ngủ luôn đi chú ơi. Để cho nó ngủ để đi. 3 tháng nữa quay lại mày nằm cái chỗ này tao lụm mày liền đó. Mày không nằm chỗ khác là thôi chứ nó tao lụm mày đó. Đây có chiếc ghe là hết cầu rồi nè. Hồi nãy mình đổi ghe được hết ta. Hồi nãy mình lấy cái máy qua ghe này nè. Mình đổi ghe. Sáng lên ông chủ ghe, mượn chủ ghe tính sao. Buồn thiệt chứ anh em. Ngon ghê luôn vậy mà. Tự xử đi. Tôi giờ tôi hết nổi rồi đó. Còn nha anh em. Lấy cái đèn dạ dạ xích ra chú ơi. Rồi chú mời. Đó. Đó anh em thấy con cò không? Cái này chú Bảy la tài nha anh em. Thấy không chú Bảy vậy sao chú Bảy thấy bắn? Ngon lành cành đào nha. Chú Bảy hồi đó ná đất là thiện xạ luôn anh em. Mà giờ ná tiền thống giờ. Ná hiện đại giờ thua. Ê trời. Một viên. Chú Mười rồi ấy cái đèn ra anh coi chút xíu chú Mười. Đừng rọi ngang cò. Ừ đừng rọi ngang cò. Mày cũng được quá đó. Cũng trượt cái cha. Cũng còn ngon nha anh em. Nãy có chú ở Sài Gòn điện thoại nói trời ơi kêu anh phải luyện náo lại bắn rồi coi. Không bắn hụt không à. Nó cũng có lý quá chứ. Bắn trúng đường cổ hay cái đầu vậy nè. Đường cổ quá. Đây.
mình cho bá không tuấn bắn còn cò luôn nha anh em, phải 4 con nữa mới được ngọt nước lận. Con chưa ngọt nước chứ nãy được con chuột nè. Rồi bọn ngon ngon rồi đó chú Bảy. Thổ tay cũng mát mát tay lại đó. Rồi, đi cái cây số mới thấy được con cò nữa anh em. Bỏ bắn đi chú Mười chẻo gì đâu. Lên đạn chú Bảy ơi. Có 2 con thôi vậy. Có ngoài con trong con gì chú Mười? Ừ quá đó. Phải không chú Bảy? Ngủ rồi, nó ngủ rồi, ngủ rồi. Lấy. Ghê ta. Trời trời. Lên tay dữ nha. Gì chứ ơi. Không đặt đâu nó 2 con luôn mà. Con có đèn mà con thấy 2 con luôn á. Đi vô về về xích ra, về xích ra, về xích ra. Không vô. Còn một con trên kia nha anh em. Con này mới bắn nè. Chà bá luôn. Nó đi vô rồi. Chú Mười hoài sao thấy Mười trước đi. Chuột chuột. Chú Bảy lôi đèn dạ dạ cho chú Mười bắn nha chú Bảy. Vô trong quay hết thấy luôn anh em ơi. Ê bậy rồi, bậy rồi, bậy rồi. Không tiện người ta bắn rồi đưa cái đầu lên. Đúng không? Bây giờ ở ngoài sao chú Bảy, chú Mười rồi chú Bảy bắn được không? Học không vậy chú Mười? Chú đúng rồi. Hồi dạng ghê thả bắn 2 viên đạn nó không bay luôn. Không thấy được. Không thấy nó. Chú Mười loại đi. Chú Mười loại cho chú Bảy bắn. Lại đứng dưới lại thấy được. Nghe lại đang sao đi chú Bảy. Ra tới rồi lại thấy được. Dạ. Không, hồi nãy vừa vô là con nói ủa sao giống con cò dữ cái ta. Mất luôn rồi. Nó không bay được chú ơi. Bay là nãy giờ bắn nó sẹt sẹt là nó bay. Thấy không? Để mình kiếm nó là mình quay tiếp cho anh em xem nha. Cậu thử quên chập bá luôn, thấy con quanh chập bá luôn thôi. Im 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 ghê chứ mày. Nó trời tông lộng đã ghê luôn. Học tắt. Chú Mười ngồi xuống á chú Mười. Chú Mười ngồi xuống á. Nó phất tôi không thấy luôn á. Chú Mười ngồi xuống á. Quay lại đi. Học tắt. Mất tiêu luôn rồi. Cái đèn vàng lỗ mới thấy, đèn trắng lỗ không thấy. Không. Này hai con luôn. Hai con luôn hả? Ừ. Cái con sử à. Trên còn đi vô nữa. Trên còn là anh em.
Rớt không chưa? Còn lắm thật á. Ê, chết cha, nó còn sống mà. Chết thì con rồi. Con đi vô đây rồi. Đó gì? Ôi, mấy con còn này nó khôn quá anh em ơi. Con này nó rút. Con này nó biết sao không? Nó lùm quá. Thấy không? Trên con cả là anh em. Mà để gì? À đó. Học. Nhắn bái xếp, xếp đêm. Mày, rồi, hai con. Hai con, vô cho bé. Chết lại. Con thúng dễ biết lắm em, làm cái bách. Giờ mới mệt lắm. Con tàu lá gậy gậy nó xuống nè. Rồi để lụm lại cái quay tiếp cho anh em xem nha. Trời ơi, có hai con nãy giờ chú Bảy lên lụm cả buổi luôn anh em. Wow. Lụm kính mít. Còn lý đã ngọt nước rồi chú Bảy ơi. Sáng giờ mấy chú cháu mình làm nồi cháo cò rồi, lâu quá ăn quá. Là mày làm được ba con luôn. Cái mít. Thì bây giờ tới tỉnh kiếm dừng hai con nữa được rồi. Thành quả mấy chú cháu mình đi một đêm nay anh em được bốn cò với con chuột với hai rắn à, buồn ghê luôn. Còn giờ cũng khuya rồi, mấy chú cháu mình về luôn anh em ơi. Coi mấy con cò này chắc lên chút cho ông chủ ghe luôn quá. Quay lại chào anh em về chú Bảy ơi. Chào anh em luôn. Ôi. Trời ơi. Chào tất cả anh em. Bữa nay tệ quá anh em ơi. Thất bại rồi. Lâu lâu đi sang đêm thì thất bại rồi.